Chào các em, rất vui thì gặp lại các em trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học tiếp chương trình vật lý online. Đó là bài số 9, tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của một chất điểm. Thì những cũng như giống như những bài trước, thầy sẽ tóm tắt phần lý thuyết và chúng ta sẽ áp dụng một số bài tập tay làm để ta hiểu rõ thêm phần lý thuyết và có một số bài tập đề nghị về nhà cho các em làm. Tiếp tục, thầy đầu tiên thầy sẽ tóm tắt phần lý thuyết. Thì để anh dẫn chứng rõ cụ thể hơn phần lý thuyết thì mấy em sẽ coi một cái hiện tượng. Thì cái hiện tượng này nói rằng là ta có hai chiếc tàu, ta kéo một chiếc xà lan. Thì ở đây mình thấy rõ ràng là trong trường hợp này mình sẽ nối qua hai sợi dây. Thì rõ ràng là chiếc tàu 1 và chiếc tàu 2 này cùng tác dụng một lực vào chiếc xà lan, làm cho chiếc xà lan chuyển động. Thì ta sẽ coi có hai lực tác dụng vào nó, đúng không? Như vậy thì ta thử coi như vậy là có một cái lực nào mà ta có thể là thay thế bằng hai cái lực này. Tức là ta tổng hợp hai cái lực này lại với nhau thành một lực mà thôi, để ta giải một bài toán rất là đơn giản và thuận tiện. Thì ở đây bài toán nó như vậy, người ta gọi là bài toán tổng hợp lực. Ta tìm lực tác dụng vào vật nha. Khi nó có nhiều lực tác dụng vào thì ta có công thức. Ta coi một cái hiện tượng thì ta thấy là khi mà lực này chuyển động, ta có công thức, đó là tổng hợp lực là F bằng F1 vector cộng F2 vector. Đây là một biểu thức về vector, cho nên mấy em phải cẩn thận là mình làm vector thì nó sẽ cộng trên vector, và đây là phép cộng vector thì nó sẽ tương theo quy tắc hình bình hành, chứ không phải là một cái giá trị cộng đại số như bình thường mình lấy là 1 cộng 1 bằng 2. Ở đây cộng vector thì nó là vector F1 cộng vector F2 thì nó sẽ theo quy tắc hình bình hành để ra đường chiếu hình bình hành là cái vector F trong trường hợp này. Mấy em đã học bình toán rồi, cho nên trong trường hợp này thầy không nhắc nhiều về đó, mà ta chỉ nói lại là tổng hai vector thì ta sẽ áp dụng quy tắc hình bình hành ha. Rồi, tuy nhiên là trong vật lý mình học, mình không xài vector nhiều, mình chỉ là biểu diễn vector để cho ta biết phương chiều của lực mà thôi. Đây, cái quan trọng nhất là ta phải tìm độ lớn gây ra cái chuyển động của ta. Cái độ lớn này ta bằng bao nhiêu thì ta phải tìm được ha. Ta có một số trường hợp đặc biệt để tính cái độ lớn này. Trường hợp 1 là hai lực, nếu như F1, F2 cùng phương cùng chiều thì ta sẽ có F mình bằng F1 cộng F2. Như hình vẽ minh họa là mình thấy là F1 và F2 cộng lại với nhau thì ta được cái F màu vàng, nó dài lớn hơn, đúng không? Trường hợp 2 đó là hai lực này ngược chiều nhau, thì ta thấy là cái F1 và F2 ngược chiều nhau thì ta có là F bằng trực đối của F1 trừ F2. Tại sao trực đối ở đây? Thì ta biết rằng là vậy, độ lớn của lực là ta phải luôn luôn lấy giá trị dương, cho nên để bảo đảm số dương thì ta phải có trực đối ở đây. Nhờ như hình vẽ ta thấy là nếu như thầy vẽ F1 dài hơn F2 thì trừ nhau ta sẽ được cái F trong trường hợp này. Trường hợp 3 là hai cái lực này vuông góc với nhau, là ta có là F bằng căn của F1 bình cộng F2 bình. Thì giống như một cái đường chéo trong cái hình chữ nhật, tức là nó là Pythagore, nó là cạnh quyền trong Pythagore với hai cạnh góc vuông ha. Trường hợp đặc biệt thứ 3, thứ 4 đó là ta có hai lực tổng hợp với nhau, hợp với nhau bằng một góc alpha, thì ta có là công thức F bằng F1 bình cộng F2 bình cộng cho hai lần F1 F2 cos alpha. Đó, như hình vẽ thì đây theo quy tắc hình bình hành, cái lực màu xanh hợp với cái lực màu vàng, màu đỏ, một góc là alpha, tức là F1 và F2 hợp với nhau của alpha, thì ta có thể tính theo công thức là ở phía trên. Rồi tiếp tục nữa, ta sẽ học cái phần thứ hai trong cái bài tóm tắt lý thuyết này, đó là cái phần một cái vật cân bằng, một cái vật đứng yên, thì ta gọi là vật cân bằng. Thì khi trường hợp tổng hợp lực tác dụng vào vật sẽ bằng không, vì ta nói là vật là nguyên nhân gây ra chuyển động hoặc làm biến dạng của vật, biến dạng vật. Cho nên trong trường hợp này thì mình đang xét về chuyển động, cho nên lực là nguyên nhân gây chuyển động, thì tổng hợp lực tác dụng vào vật nó sẽ là làm cho vật chuyển động. Nếu mà vật này đứng yên thì phải là gì, tổng hợp lực này phải bằng không, cho nên điều kiện của ta là tổng hợp lực tác dụng vào vật phải bằng không, thì khi đó vật sẽ đứng ở cân bằng ha. Đó là một phần lý thuyết thầy đã tóm tắt cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần bài tập để hiểu rõ lên hai cái vấn đề quan trọng nhất của bài này, đó là phần tổng hợp lực và cái phần thứ hai là điều kiện cân bằng của chất điểm.